cô tên Phương. À, chào chị, chào Phương, chào cô Phương. Ok, okay, hôm nay cô ở chợ Tết chơi gì? Cô đến chợ Tết để làm gì hả? Dạ. Yeah. Cô đến để xem người Việt của mình từ khắp nơi trở về đây ăn Tết, để đi dạo chợ hoa, để có được một chút không khí Tết, để cảm nhận cái mùi vị Tết của quê nhà ở trên đất Mỹ. Oh, wow, ok. Rồi, cô thích cái gì về Tết nhiều nhất? Tết ở đây hả? Dạ, tới đây, tới đây. Tôi thích nhất là được nhìn thấy mọi người cầm những cái cành hoa đào, hoa mai, cầm những cái phong bao lì xì, dẫn các em nhỏ mặc những chiếc áo dài truyền thống đi chợ Tết. Những người lớn tuổi đi cùng với các thế hệ con cháu đến đây để mà có một chút cảm nhận về cái truyền thống Tết của mình. Yeah, yeah. Ở truyền thống Tết Việt Nam ở trên đất Mỹ này. Yeah, yeah, yeah. Để mà nó làm cho cô cảm thấy là nhớ lại cái thời xưa xưa khi mà còn nhỏ, khi mà còn ở Việt Nam á, mình đi chợ với lại ông bà mua hoa, mua bánh Tết. Yeah, yeah. Thì mình cảm thấy nhớ là cái cảm giác ngày xưa, thì mình rất là thích khi mà được đến đây để nhìn thấy là cái khung cảnh đó. Wow, ok, thôi cảm ơn cô nha. Ok, chị tên là gì? Chị tên Hân. Hân, ok, rồi hôm nay chị đến chợ hoa Tết chơi gì chị? Đi chơi với bạn. Chơi với bạn, wow, có gì vui. Ngoài chợ hoa, chị có đi đâu để tổ chức Tết nữa không? Đi chợ, đi nhà bạn, đi chùa. Đi chùa hả? Ok. Thì thôi, em muốn chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào sức khỏe, vui vẻ nha. Ok, okay, rồi cảm ơn chị. Chị năm mới chị chúc em học giỏi. Dạ. Ngoan nghe lời cha mẹ ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Chú ở đây hôm nay là đến đây là xem những cái đồ Tết, là xem những hoa mai và bánh chưng, bánh tét và nhan và các điều mà cho chúng ta tổ chức Tết. Và thì thường mùa Tết chú mua gì? Thường là phải mua hoa mai nè, phải mua bánh tét, bánh chưng và bánh chưng, bánh tét chay nha, với phải mua nhan để đốt và để cúng ông bà của mình. Với nữa là phải mua mứt, tại vì nếu mà không có mứt là không có mùa xuân ngọt ngào. Đúng rồi. Với nữa là con trọng nhất á, phải mua những cái bao lì xì. Yeah, cho lì xì cho các em. Yeah, chú thích lì xì vậy á. Chú ý nghĩa của Tết cho chú là ý nghĩa của Tết cho chú là Tết là tất cả, là mỗi người ở trên Mỹ, là mình là người Mỹ mà gốc của mình là người Việt, là tại vì văn hóa của mình là Việt Nam á, Tết là trộm đền là theo như người Mỹ á, là Tết là Noel nè, sinh nhật của các người nè, và lễ độc lập nè, right? Và lễ tạ ơn là trộm đền á, là Tết là tất cả mỗi điều là vui vẻ, với mỗi hy vọng cho trên thế giới là có nhiều hạnh phúc nè, có nhiều sức khỏe tốt và thương mại là tốt đẹp, với nữa là có bình an ở trên thế giới hôm nay. Cảm ơn chú, em chúc chú mạnh khỏe, làm nhiều tiền. Là chú cũng chúc các em là có nhiều điều kiện để phát triển trong trong học trò này. Và trong tương lai có thể đi kiếm việc làm tốt đẹp nha. Với nữa là có lớn hơn là có lập gia đình đó, và có nhiều đứa con và nhiều con chó và con mèo là mình thích đó. Vậy nhá. Ok, chúc mừng năm mới cho các cha chúc mừng năm mới. Ok, chúc mừng năm mới. Và hôm nay cô đi đến chợ hoa để làm gì? Cô dẫn cháu, cô đi coi nè. Cháu. Để Tết năm nào cô cũng đi xuống đấy. Dạ. Yeah. Và Tết nghĩa là gì cho cô? Tết là một cái kem ăn lâu của quyền tiếng Việt, cái traditional. Nhiều năm lắm rồi, bao nhiêu năm rồi. Và cô ở bên này 40 năm rồi, năm nào cũng
nhớ đến cái Tết năm có một lần đi thôi, đi xuống đây coi cái công trình hoa trên. Và Tết ở đây khác khi Tết ở Việt Nam như thế nào? Khác nhiều, tại vì ở đây mình chỉ có là celebrate một hai ngày thôi. Còn ở Việt Nam thì chúng ta đi cô rất có nhiều khi ăn mừng cả tháng. Và cảm ơn cô nha. Con chúc cô vui vẻ và may mắn. Con chúc con xem nha, cô chúc con xem thế nha. Guys. So we're here on a little video project of our class. May I ask, what's your name? Ma'am. I'm sorry? Ma'am. Your name is Ma'am? Okay. What kind of ethnicity are you? What kind of, where are you from? Thailand. From Thailand, okay. I'm from Thailand. So you're from Thailand. What part of Thailand? In the east. In the east? Yeah. Like, is there a city or where you were born? Yes, the Ubola, Japani. Okay, wow, very interesting. So can I ask you, what's your purpose here of going here today? Oh, what is that? Just a look around. Yeah, and, just look around and everything look for the fire tonight. Because last year I came here, but everything gone. And, oh, okay, that's very unfortunate. Yeah. Okay, well, yeah, you look forward to that. It's really nice. Are you gonna buy any flowers or just any of this stuff? Yeah. Okay. Well, today I can buy a lot because last year I came and it rained a little bit and very hot today. Okay. What kind of flowers are you buying here? What are you buying in general? Actually, I buy flowers. I don't know what the name. Okay. That's called hua mai right there. What's the name? Hua mai. Hua mai. Yeah, you got it right. There you go. That was really good. That was really good. That English or Vietnamese? That was Vietnamese, yeah. No, you're Vietnamese? Yes, we're all Vietnamese, aren't you? No, not look like. Look Mexican. Just his hair, that makes him look kind of. Like $40. Thank you for participating in the interview. You're welcome. Yeah, I'll just wish you very good luck. Okay, well, thank you, ma'am. Okay, chào cô, cũng khỏe không cô? Cảm ơn cô, rất khỏe, rất vui. Okay, cô tên gì nữa? Cô tên Ngọc. Cô chào cô Ngọc. Cô Ngọc, hôm nay cô Ngọc tới chợ Tết ở khu phố Bồ Sa, cô Ngọc định làm gì? Cô tới đây là cô chào Tết, với lại cô muốn xem là người Việt mình có những cái Tết này. Người Việt mình có những cái Tết là họ như thế nào? Okay. Sống Tết như thế nào? Ok, vậy cô tới đây tôi có mua gì sắm gì không hay là cô sẽ đi dạo với lại cô mua hoa. Ok, cô mua hoa. Trong ngày Tết cô thích nhất là cái gì cô? Trong ngày Tết cô thích nhất là cái không khí là những người thân đến chúc Tết cho nhau. Ok, vậy cô tới đây cô có bao giờ đi phố Phước Lộc Thọ chưa? Cô đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cô tới Phước Lộc Thọ. Ok, vậy cô từ đây đến hay là? Không, cô từ Việt Nam. Oh, từ Việt Nam đấy. Ok, con ở thành phố nào? Ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Ok, Đà Nẵng. Cô thấy không? Thì cô thấy tổ chức Tết ở bên Đà Nẵng với tổ chức đây có gì khác biệt? Có nhiều khác biệt. Đây, cô nói cho con được không? Ở bên kia thì là họ nương nghiệp từ những ngày trước, đúng không? Tức là và trong cái chợ Tết thì họ lại bán rất là nhiều thứ, món ăn thực phẩm cũng nhiều. Còn chợ hoa là riêng, chợ thực phẩm là riêng. Nhưng ở đây mình thì là kết hợp chung vào một cái chợ như thế này này. Bên trong là bán thực phẩm, bên ngoài là bán hoa. Nhưng hơn nữa là ở đây khác biệt lớn nhất là tức là bên đây là mình là người Việt và ở trên đất nước Mỹ mà mình tổ chức cái Tết Việt Nam khác biệt đất nước Mỹ. Còn ở Đà Nẵng hay là ở Việt Nam mình thường thì là tổ chức Tết cổ truyền ngay tại đất nước của mình. Đó là sự khác biệt. Vậy cô thấy không khí Tết ở đâu cũng được, mình giống nhau hay sao cô? Tết thì nói chung lại là Tết thì ở đâu cũng giống nhau vì đồng bào có ở nước ngoài thì cũng hướng về cái ngày âm lịch Tết cổ truyền thì cũng hướng về như Ok, cảm ơn cô nha, cảm ơn cô nha. Rồi, bác chào anh. Anh hỏi anh tên gì vậy? Em tên Andy. Em tên Andy, ok. Hôm nay anh tới chợ hoa Tết làm gì? Thăm bà con với anh Asa tới đây á. Anh Asa đâu? Ở Virginia, on the East Coast. Hơi xa ha. Nghe bẩn giờ đông đá lắm không? Không có gì đó. Ở chỗ này. Vậy anh ở Virginia thì Tết có tổ chức bẩn được không? Có nhưng mà nó không lớn bằng bên này. Ít người. Chả lớn bữa này. Nghĩ mỗi năm anh Tết qua đây hay là? Mỗi năm qua đây. Có cô ở đây.
anh thấy không khí Tết bên đây với lại bên giờ mình vẫn vui hơn không? Cái này vui hơn Việt Nam luôn. Vui Việt Nam luôn hả? Miễn Việt Nam vui hơn chứ. Không, cả Sài Gòn Việt Nam buồn. Buồn hả? Vậy đây anh nghĩ đây có nhiều chỗ chơi hơn này. Có, cũng có bạn. À, bên đây có bạn đi nhiều không? Thì anh có bao giờ tổ chức Tết ở trên bên Virginia chưa? Hay là tổ chức Tết đây thôi? Không có, có hả? Một có, nhà thờ người ta chỉ nhỏ nhỏ nhỏ. Ok, là anh là đạo... Không, vô chỗ Tết rồi. À, không có đạo, ok. Ok, rồi trong nhà Tết anh thích nhất là cái gì? Xung họp bạn bè với gia đình, về với bà con. Là không khí để cho người Việt người ta tập trung lại, cũng là người Việt ở đây. Dạ, ok. Ok, con anh bà con anh ở trong khu này luôn anh. À, ở khu này. Anh hai mẹ ơi, anh hai. Ok thôi, cảm ơn anh ha. Ok, dạ, chúc em mấy. Thôi năm mới anh chúc em bà nhận sức khỏe ha. Chứ anh có làm ăn thì làm ăn luôn mãi. Thank you. Ok, chào bác. Ok, ok, chào bác. Chào bác. Bác, bác tên là gì? Tên là Lê Minh Châu. Dạ, thì hôm nay tụi em tới đây để hỏi bác về những câu hỏi về Tết. Thì Tết có những ý nghĩa gì với bác? Tết nguyên đán là Tết cổ truyền của Việt Nam, bởi vì người dân tộc Việt Nam khi nào cũng đến ngày đầu năm người ta là tổ chức lễ hội để đón mừng một năm mới. Cầu mong cho mưa thuận gió hòa đối với nhân dân Việt Nam về tất cả mọi người được hạnh phúc. Bác có bao giờ đi chơi Tết ở Việt Nam chưa? Tôi sống ở Việt Nam. Ôi vậy vậy bác cũng thấy Tết ở Việt Nam với Tết ở đây có gì khác nhau và gì giống nhau? Tất nhiên là ở Việt Nam Tết là tấm đa của cái bản thân của Việt Nam thôi. Bà con qua đây phải thấy tổ chức lễ rất vui. Và nhờ cái Tết rất tâm hồn. Em nghĩ giọng bác nghĩa là bác từ Hà Nội hay là mình bắt ở miền Trung? Miền Trung. Vì Tết ở miền Trung có khác Tết ở miền Nam hay miền Bắc? Miền Nam không bác? Chủ quân cũng đi khắp Việt Nam, cũng biết tất cả mọi người Việt Nam đều là một viên cũng cái Tết giống nhau. Thì bác qua đây đi du lịch hay là? Bác du lịch. Thì có bác có những kế hoạch khác về thay vì đi hồi chợ Tết thì bác có đi đâu nữa không? Sau khi là bác đi qua đây du lịch là muốn thăm cả cái nơi mà mùa tiệm của nước Mỹ này. Bác là đi thăm San Francisco. Đi đây cũng đi là tất cả. Vậy thôi, cảm ơn bác rất nhiều để nói chuyện với cảm ơn cháu chúng em chuyện năm mới chúc cả cháu muốn tài mãi và có những cái hoài bão lớn để cho cộng đồng Việt Nam ở đây càng ngày càng tốt đẹp. Dạ thì cháu chúc bác một năm dồi dào sức khỏe, rồi rất nhiều sự may mắn và chúc bác một chuyến đi vòng qua nước Mỹ một rất là thú vị. Rồi, rất phấn khởi ngay sống ở đây. Dạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn các cháu nhiều. Dạ. Dạ cháu, ông tên là gì? Ông tên là Lăng. Dạ, cháu tên là Peter và cháu muốn hỏi ông những vài câu hỏi về Tết. Được không? Hỏi đi. Dạ, thì Tết có ý nghĩa gì đối với ông? Tết là ngày vui chung của dân mình. Dạ, thì ông làm gì trong những ngày Tết? Đi vòng vòng chơi. Ông có kế hoạch gì với gia đình không? Không. Mẹ ông có bao giờ về Việt Nam chơi Tết chưa? Không bao giờ. Chưa. Con cộng sản là không về. Vì trước mấy năm mà ông ở Việt Nam thì ông thấy ông có là Tết có nhộn nhịp không? Ở Việt Nam mấy năm trước trước khi ông qua đây thì Tết nó rất là căng thẳng. Công an nó lấy xe nó chạy dọc mà đường á. Giống như là nó khủng bố dân chúng không có được vui vẻ. Vậy ông thấy Tết bên này rất là khác rất với thoải mái. Rất là tự do thoải mái. Tết có thì ngày Tết có ý nghĩa gì đối với ông như là ông thích ngày Tết, ông có thích ngày Tết không? Ngày Tết thì ai cũng thích. Vì ông có con cháu vậy, ông có lì xì nhiều cho con cháu không? Có. Tết lắm mà cũng có vài chục cái bao lì xì cho tôi nhỏ. Vì ông có về chơi bộ cua cá cọp với gia đình không? Không. Vậy.
vậy thôi, cháu muốn chúc ông một năm giàu giàu sức khỏe, rất nhiều may mắn, và chúc ông sống lâu trăm tuổi. Chúc con vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn ông.